lục tử dạ vẫn rất bình tĩnh khi thấy giang thần cầm kiếm lao lên rồi hắn vung lên một kiếm khí chém ra rồi quát luận về kiếm lục tử dạ ta chưa từng thua kiếm khí của lục tử dạ hóa thành một thanh kiếm hướng giang thần giang thần thi triển ra kiếm luân nghịch chuyển một kiếm chém tan kiếm khí của lục tử dạ ngay sau đó giang thần cầm kiếm lao lên ánh mắt tỏa ra sắc khí mạnh mẽ một chiêu kiếm kèm theo hư ảnh một con kim long nhanh như chớp lướt qua người lục tử dạ khiến hắn không kịp phản ứng trên người lục tử dạ lúc này nhiều nơi trên cơ thể đã bị chém đến chảy máu khiến hắn thổ ra mộ ngụm huyết người quan chiến cũng phải thốt lên hắn vậy mà đã đỡ được tuyệt chiêu của lục tử dạ lục tử dạ ôm lấy thân thể bị thương rời đi không quên nói ngươi chờ đấy cho ta nguyệt ly thấy giang thần dễ dàng chiến thắng thì vui mừng tiểu ca ca giang thần đột nhiên phát hiện ra một tia nguy hiểm liền kéo nguyệt ly ra phía sau mình rồi vung kiếm lên đỡ. giang thần ngạc nhiên rồi lạnh giọng nói lục tử dạ ta biết ngươi không những là kiếm sư mà còn là một tiễn sư bản thân ngươi đã không có liêm sỉ đánh úp như thế vậy hôm nay ngươi phải chết lục tử dạ là một tiễn sư hắn lợi dụng ưu thế ẩn nấp liên tục bắn tiễn về phía giang thần và nguyệt ly ánh mắt giang thần lóe lên sự tức giận hắn lạnh giọng nói đối phó với tiễn sư tụ khí ngưng thần kiên khí truy tùng. nói xong hắn vung kiếm chỉ một đạo kiếm vung ra đã khiến cho hàng loạt mũi tiễn của lục tử dạ bị đánh bay lục tử dạ kinh ngạc nói sao có thể hắn không đợi được câu trả lời thì lồng ngực đã bị thủng một lỗ to đùng một giây sau cơ thể hắn bị phân thành trăm mảnh máu bắn ra từ phía mọi người hốt hoảng la lên bạch kiếm lục tử dạ chết rồi ôi trời ơi giang thân thật sự chỉ có thực lực tôn cảnh thượng vị thôi sao hắn quả nhiên là quái vật giang thần chưa kịp nghỉ thì một mũi kiếm khí sắc nhọn khác đang chĩa vào hắn giang thần có chút giật mình nhưng cũng kịp thời như người né đi một họa sư xuất hiện hắn vẽ ra một con bạch hổ đánh tới giang thần tiếp phía sau có thêm một tên sỏ khuyên mũi nữa đánh tới những người quan chiến thốt lên là họa sư và cuồng sư đều là cao thủ thiên cảnh thượng vị một kẻ chiến gần một kẻ tấn công xa giang thần lần này không tránh nổi nữa rồi giang thần cười khẩy nói kết hợp gần xa vậy thì lên cả đi cuồng sư lợi dụng sức mạnh áp sát giang thần tấn công giang thần vội nhảy lên không né đi sau đó thi triển ra kiếm vũ cửu thiên miệng đọc khẩu quyết nhất kiếm hoa nở bách hoa đều bại hai người họa sư cuồng sư gì đó chưa hành động được gì nhiều đã máu me đầy người mà gục xuống đám người kinh hãi thốt lên họa sư và cuồng sư còn chưa tới gần đã bị tiêu diệt cả rồi lẽ nào tên giang thần này không những tu kiếm và còn tinh thông các chức nghiệp khác sao lúc này có một bóng đen thần bí đi tới nói đánh đến bây giờ mà đối phương chưa chết ai cả các ngươi là phế vật sao là lục hoàng tử của trung châu bá hoàng triều biệt danh hắc thủ thất hoàng tử thấy hắn liền gọi một tiếng lục ca giang thần bên này thì bị một cánh tay vừa to vừa mập đánh lén từ phía sau hắn lập tức dùng hắc kiếm chặn lại đòn đánh người đánh là huyết sát phật đà nguyên thành lão ta cười mà khuôn mặt đầy sắc khí hê hey hê hey, chuyện giết người sao lại gọi là đột kích chứ mấy người bàn tán nói trung châu hoàng triều lục hoàng tử và huyết sát phật đà nguyên thành đều đến rồi hai người này giết người như dơm dạ đều là nhất đẳng cao thủ giang thần lần này tuyệt đối không thoát được trong lúc giang thần chặn lại đòn của nguyên thành thì bị một luồng hắc khí đánh lén vào phía trước khiến hắn đau đớn miệng phun một ngụm máu lớn Giang Thần lập tức triệu hồi ra đạo hồn bất tử điều bắt đầu trị thương, đám người liền trở nên gấp gáp nói: "Mau, hắn bị thương rồi, giết hắn." Giang Thần không ổn rồi, việc khôi phục cần thời gian. Trong lúc nguy cấp một tiếng hét lớn từ phía trên cao vang lên: "Ta xem hôm nay ai dám làm huynh đệ ta bị thương." Một cú đáp đất siêu ngầu của người đó. Người này không ai khác chính là Hoàng Cửu Trọng. Tên Nguyên Thành đột nhiên bị chém đứt làm đôi. Người vừa chém hắn là một người có đạo hồn tu la. Nguyên Thành hốt hoảng khi bị một kiếm chém ngang qua cổ, hắn cố hỏi: "Là ai?" người có đạo hồn tu la chính là thiên tuyết cô nhẹ giọng nói phụng mệnh lão tổ đến bảo vệ người lục hoàng tử cười khoái trá ha 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 dựa vào các người ư hắn ra lệnh giết cho ta hoàng cửu trọng dịch chuyển tức khắc xuất hiện phía sau lục hoàng tử kia giọng của cửu trọng ồm ồm vang lên lo lắng cho bản thân trước đi nguyên thành thấy tình hình không ổn thì lặng lẽ nấp sang một bên anh ngờ một lưỡi kiếm dí sát cổ hắn thiên tuyết lạnh lùng nói đừng động đậy nguyệt ly nằm trong tay giang thần lo lắng hỏi ca ca họ chống lại được nhiều người vậy không giang thần đáp không thành vấn đề nói là vậy nhưng hắn đang lo lắng trong lòng tuy thực lực bên bọn ta mạnh nhưng số người trên lịch quá nhiều tiêu vong ưu lúc này chém về phía giang thần một đường kiếm sáng lóa đúng lúc này tiếng nói quen thuộc vang lên để ta tìm là nhiệm trường ca cô mới tới thì đã đấm một cú vào mặt tiếu vong ưu cô nói tìm thấy rồi muốn qua chỗ này thì phải qua sắc ta giang thần lo lắng nói ở đây nguy hiểm ngươi nhiệm trường ca lạnh lùng gạt tay giang thần đi rồi lớn giọng gọi to đại tỷ tỷ cứu ta lời vừa dứt thì một ánh sáng chói đánh tới đẩy lùi tiếu vong ưu ra xa hắn ta nuốt nước bọt thốt hoảng nói không thể nào đây là công pháp của thông u thần điện tỷ tỷ của niệm trường ca xuất hiện lâu nhân khí thế bước tới giọng đanh thép là thật tức chết vốn nghĩ tìm được nam nhân kết quả lại là đồng loại hôm nay ta xem xem ai dám làm cả nào niệm trường ca được dịp hết lớn đúng vậy xem xem ai dám làm gì đại tỷ tỷ ta nào lầu nhân gõ đầu niệm trường ca quát đặc biệt là người đấy đám người bị sự xuất hiện của lầu nhân làm chú ý 36 liên đó là truyền nhân của thông thiên thần điện người của thông u thần điện cũng đến rồi thất hoàng tử một á thánh đỉnh phong bị một kích đánh chết rồi nguyên thành gào lớn lao tới phía nguyệt ly con mẹ thối tha vì ngươi ta bị mất một phân thân lão tử giết ngươi giang thần đưa kiếm chặn lại ánh mắt giang thần trở nên sắc lẹ tiếng của hắn âm trầm nói các ngươi thật sự muốn làm địch với ta sao kiếm của giang thần lơ lửng trên khâu trung đang tập trung lại năm màu thần khí giang thần nói kiếm này tên là truy thiên năm màu mà hắc kiếm đang hút vào đó là sức mạnh từ năm thiên sứ ở võ thần đại lục năm màu biểu trưng cho năm hệ quang hệ tinh hóa màu xanh, ám hệ đại ám hắc thiên màu tím, thổ hệ thổ băng thích màu nâu, hỏa hệ trí điều màu đỏ, mộc hệ đại đồng màu xanh lá. Nguyên Thành kinh ngạc thốt lên, binh khí của Thiên, Thiên Thần Thần Vương ư? Không thể nào, binh khí của hắn sao có thể ở Võ Thần Đại Lục? Đám người nhìn Giang Thần ngây ngốc kêu, tên Giang Thần này, toàn chức nghiệp tinh thông, trời ơi, hắn giống ý Thiên Thần ban đầu, Hoang Châu sắp cuột khởi rồi. Nhận Trường Ca nhìn Giang Thần xe đám nói, sư phụ ta quả nhiên lợi hại, đẹp trai quá, thấy trên lịch sức quá lớn phân thân của nguyên thành tan dần vậy là hắn quyết định rút lui rồi trước khi đi còn nói tiểu tử hôm nay các người người đông lần sau gặp mặt ta giết các người chắc trong lòng hắn ta đang thầm nghĩ tiểu tử này giống y thiên thần ban đầu xung quanh có sự bảo vệ của thông thiên thông u hai thần điện thân truyền đệ tử nơi này không nên ở lâu đám người của lục hoàng tử gì đó cũng quay đầu rút lui lục hoàng tử còn ngái lại nói đến chủ điện các ngươi đều phải chết hắn ta thầm nhủ kẻ này tuyệt đối không được sống nhị ca đã đến chủ điện phải một nhát giết chết ngay tất hoàng tử lên tiếng chửi kiến con hoang châu còn muốn tranh đấu với bọn ta ở hoang thần đạo trường đúng là tự tìm cái chết giang thần thấy bọn chúng đã đi hết hắn cũng chuẩn bị rời đi hắn nói cảm ơn các vị cuộc chiến này ta có chút lĩnh ngộ cần tịnh tu mong các vị hãy đi trước một bước bạch phong ngữ ấp úng gọi sư phụ giang thần ngoảnh mặt đáp ta không sao thấy thế cô cũng đành rời đi nói cha bảo ta nhanh chóng quay về một chuyến sư phụ người nhất định phải chăm sóc cho bản thân nhiệm trường ca cũng bị lầu nhân kéo đi trước khi đi cô nói vậy ta chờ người ở thông thiên thần điện nhá hoàng cửu trọng cũng đưa ra lời nhắc ta chờ ngươi ở chủ điện hai người ba lan học phủ cũng chào giang thần đi đầu chọc nói hai bọn ta cũng đi trước đây giang huynh chăm sóc bản thân cho tốt bọn họ vừa đi thì giang thần nôn ra máu hắn yếu ớt gục xuống khiến cả đám người giang lưu hốt hoảng chạy tới nguyệt ly chạy tới lo lắng gọi tiểu ca ca để họ không phải lo lắng giang thần gượng dậy nói không sao cường hành ép đạo trùng cơ thể có chút không tiêu hóa nổi trong lúc này phía trên bầu trời bỗng có một đám người ngự kiếm bay tới nhiều tiểu vừa nhìn thấy dè chừng đứng ra phía trước nghiêm túc xem xét nguyệt ly chạy ra nói với đám người mới tới kia vừa rồi có người ức hiếp ta muốn giết ta cô ôm lấy cánh tay giang thần nói là vị đại ca ca này đã cứu ta người kia không nói nhiều họ cầm lấy tay nguyệt ly kéo đi chỉ nói ngắn gọn đa tạ nhược tiểu buồn bực nói khương ra lạnh nhạt vậy sao nói một câu đa tạ rồi đi liền giang lưu cũng bất bình lên tiếng lão đại huynh liều mạng bảo vệ đứa bé đó nhưng người khương gia hình như không quan tâm gì giang thần khẽ đáp không sao hắn trầm tư nhìn theo bóng nguyệt ly nghĩ cũng không biết lần sau gặp mặt sẽ là lúc nào hắn nói với ba người giang lưu tu chỉnh lại một ngày rồi đến chủ điện nhược tiểu bất ngờ hỏi lại cái gì vẫn muốn đi sao ở đó giang thần nhớ lại những gương mặt đáng ghét giọng nói trầm mặc có một số kẻ không thể bỏ qua lòng giang thần tự nhủ kiếp trước ngươi vì ta mà điểm vạn hoa thiên tràn kiếp này ta nhất định bảo vệ ngươi thành thần ngoài chủ điện lúc này người người đông đúc đang tụ tập giang thần sau một hồi tu chỉnh cũng đã cùng đồng bọn tới đây hắn nói với giang lưu bọn họ rằng các ngươi đừng vào nữa nhược tiểu hỏi tại sao bên trong thật sự rất nguy hiểm sao không vội trả lời ngay phía trước có mấy người trong đó có lục hoàng tử kia đang nhắm vào chủ điện mà phi vào hắn lớn tiếng nói ha ha truyền thừa của hoang thần là của ta rồi nhược tiểu nhìn giang thần e dè gọi sư phụ câu trả lời cô muốn liền thấy rồi lục hoàng tử và mấy người chỉ mới tính vào thì bị một cấm chế đánh bật ra từng ngụm máu không tự chủ mà phun ra giang thần lúc này nói nhìn thấy chưa còn muốn vào không giang lưu và nhược tiểu liền xua tay đáp ự ừ, hỏi giang thần nói với bọn họ ở đây chờ ta nói xong hắn đi thẳng vào chủ điện phía trong này có một tháp nước cũng có rất nhiều người đã vào đây bọn họ cũng đang tập trung ở trước tháp nước này tìm truyền thừa của hoang thần bỗng phía trên tháp nước một bức họa vàng óng hiện ra một người nhanh nhẩu chạy đến dùng linh khí kéo bức họa xuống nói bức họa này coi như một kỷ niệm đi trên bức họa đột nhiên có tia linh lực bay ra chưa kịp thấy rõ bức họa có cái gì thì hắn đã bị cấm chế của bức họa thiêu đốt thành một ngọn đuốc sống giang thần toát cả mồ hôi là vô thượng kiếm ý đám người nhìn tên kia bị cháy xém mà kêu lên trời ơi một kích đã hóa thành cho bụi rồi may mà ta không xông vào nói không chừng người chết đã là ta rồi giang thần lặng nhìn bức họa rồi đánh giá vô thượng kiếm ý đến thánh nhân cũng không cản được nếu điều khiển được lại có thêm một át chủ bài nguyệt thần một lần nữa thành thần một người lạ mặt bước tới nói có vô thượng kiếm ý và cấm chế bảo vệ thứ để trên long ỉ kia có lẽ là hoang thần truyền thừa rồi người vừa nói là cửu lê thái tử bên cạnh còn có nhị hoàng tử lý phong trạch đang nói lẽ nào phải dùng vô thượng kiếm ý để mở chiếc hộp này sao với thực lực của chúng ta đừng nói điều khiển đến chạm vào cũng khó Giang Thần đưa tay muốn chạm thử vào bức họa, hắn nghĩ, không thể điều khiển, vậy thì tham ngộ, chỉ cần có thể tham ngộ vô thượng kiếm ý này, ta sẽ có cơ hội hấp thụ tất cả. Cùng lúc đó cũng có một bàn tay vươn tới. Hắn có cùng suy nghĩ với Giang Thần, hắn nói rằng, nói không chừng ta cũng có thể tham ngộ kiếm ý, chỉ cần giải được cấm chế thì. Lời nói chưa dứt thì hai tên kia lần nữa bị cấm chế đốt cháy thành tro. Cử Lê Thái tử kinh ngạc nói, vô thượng kiếm ý khủng khiếp vậy, không thể cường hành tham ngộ được. Lý Phong trạch hỏi, làm thế nào? Giang Thần ngẫm nghĩ, không thể cường hành ư? thế gian làm gì có gì vạn hóa thiên tràn không phá được biến tất cả không thể thành có thể sử dụng vạn hóa thiên tràn ta sẽ không thể sử dụng năng lực khác nếu bị kẻ khác phát hiện ta sợ là đến bước phản kháng cũng không có phải nhanh chóng đánh nhanh thắng nhanh nghĩ vậy giang thần đã dùng vạn hóa thiên tràn tham ngộ chẳng mấy bức họa kia liền có biến đổi từng con chữ như đang nhảy múa ra trước mặt giang thần cho hắn đọc có người kinh ngạc nói có người tham ngộ vô thượng kiếm ý sao giang thần tập trung chỉ cần người kiếm đạo tạo trí cao mới có cơ hội tham ngộ vô thượng kiếm ý có người nhanh hơn ta một bước sao không được trận chiến hôm nay thực lực ta và đám đông vẫn có cách biệt vô thượng kiếm ý có thể giúp ta đột phá ta phải có được đã vậy đừng trách ta không khách sáo vạn hóa thiên trản của giang thần dần hòa quyện với cấm chế của bức họa vô thượng kiếm ý kiếm chữ của bức họa dần mở đi một người đứng bên cạnh kinh ngạc nói chuyện gì vậy họa quyền bị người khác hạ cấm chế có người ngấm ngầm can thiệp lý phong trạch đoán là người tham ngộ vô thượng kiếm ý sao người kia đáp là ta nhưng ta còn chưa hoàn toàn tham ngộ được kiếm ý đã bị che phủ rồi tên kia lấy ra một chiếc gương bát quái ra chiếu vào bức họa mà nói to gan Giám độc chiếm vô thượng kiếm ý ta xem xem là tiểu nhân nào trốn ở đây diễn sơn chi thuật gương bắt quái vừa chiếu vào thì giang thần ẩn thân đứng cạnh đó bị hiện nguyên hình lý phong trạch nhìn giang thần hỏi là giang thần mà lục đệ nói đến sao giang thần vì sử dụng vạn hoa thiên tràn mà không thể cử động mà chỉ đáp hả ta đến xem thôi các ngươi cứ tự nhiên tên kia nhìn giang thần vẻ mặt khinh rẻ nói ngươi nghĩ mình ngươi có thể tham ngộ vô thượng kiếm ý sao chỉ có người của vô thượng kiếm tông ta mới có thể tham ngộ khuyên ngươi tốt nhất bỏ cấm chế trên họa quyền đi nếu ta không tham ngộ được kết giới trên long ý đó sẽ không thể phá giải giang thần đầy nghi hoặc hỏi ngươi chắc chứ vậy ta tham ngộ thì là cái gì linh khí của giang thần đột nhiên tăng vọt đám người đứng cạnh hốt hoảng nói hắn đã tham ngộ được vô thượng kiếm ý rồi sao có thể tên đệ tử vô thượng kiếm tông không tin hắn cầm kiếm lao lên nói không thể nào cướp truyền thừa của ta khốn nạn ta chém ngươi giang thần nói với mấy người bên cạnh nếu hắn giết ta kiếm ý trên họa quyền này không ai có thể nhìn thấy không tham ngộ được kiếm ý cấm chế trên long ý cũng không thể mở chuyện lớn chuyện nhỏ nên chọn thế nào là tùy các người nghe vậy lý phong trạch cùng cửu lên thái tử liền chặn tên kia lại nói dừng tay hai người đồng thanh quát tiểu tử vô thượng kiếm tông đừng hòng làm loạn giang thần hài lòng nói xem ra các ngươi đã lựa chọn rồi vậy thì kẻ này giao cho các ngươi ta tiếp tục tham ngộ vô thượng kiếm ý đệ tử vô thượng kiếm tông kia nói các ngươi thật sự tin hắn sao vô thượng kiếm ý là thế gian tuyệt học đâu phải loại phàm nhân như hắn có thể tham ngộ được lý phong trách đáp nhưng hắn đúng là có thể sử dụng vô thượng kiếm ý giang thần sau một hồi tham ngộ đã hoàn toàn thành công lúc này bức họa hoàn toàn được bỏ cấm chế lập tức đám người nhao nhao lên nói cấm chế được loại bỏ rồi tên đó đã tham ngộ được vô thượng kiếm ý hoang thần truyền thừa mau đi cướp hoang thần truyền thừa mấy người lập tức lao vào tranh cướp truyền thừa họ cầm lấy bức họa nhưng mở ra chỉ thấy bốn chữ vô thượng kiếm ý họ hoang mang hỏi nhau đây là ý gì hoang thần truyền thừa đâu lẽ nào vô thượng kiếm ý chính là hoang thần truyền thừa giang thần đang nhón gón lén rút lui khỏi chủ điện đám người nhìn hắn liền quát đứng lại bọn chúng đưa tay đòi đồ giao hoang thần truyền thừa ra đây giang thần giả ngu đáp hả hắn không đợi đám người hỏi thêm liền dùng khinh công rời đi tiếng bọn chúng ở phía sau quát giang thần để lại truyền thừa đó không phải thứ một mình người có thể chịu đựng được đệ tử vô thượng kiếm tông nói trưởng lão lát nữa giang thần ra ngoài nhất định phải cản hắn lại hắn đã lấy hoang thần truyền thừa trưởng lão kia liền nói này ngăn giang thần lại cho ta hắn đã lấy truyền thừa đỉnh cấp nhất có được nó chúng ta có thể lấy kiếm đạo độc bá võ thần đại lục giang thần đang đào tẩu thì bỗng một cỗ sức mạnh đi tới chặn hắn lại nói giang thần tiểu nhi để lại truyền thừa giang thần bất giác lo sợ đại thánh không ổn vài giây sau dưới áp chế thần bí kia y phục trên người của giang thần liền bị rách ra cả người hắn cũng bị thương miệng giỏ ra máu lúc quan trọng thì giang thần luôn có quý nhân phù trợ nho sinh xuất hiện phá vỡ áp chế trên người giang thần hắn nói ta xem ai dám rồi bảo giang thần ngươi đi trước đi rời khỏi hoang châu giang thần lo lắng hỏi lại đại tổ vậy ngươi thì sao nho sinh đứng trước mặt giang thần lớn tiếng đáp ta đứng ở đây xem ai có thể đi qua chỗ này đám người kia thấy vậy thì lớn giọng nói thanh không nho sinh hoang thần truyền thừa là chuyện trọng đại ngươi đừng làm bừa bảo giang thần ra nộp hoang thần truyền thừa cùng chia sẻ với bọn ta nếu không san bằng ba lan học phủ bỗng minh uy đại sư đi tới trong tay ôm theo gã đầu chọc đi qua nói a di đà phật hoang thần truyền thừa người có duyên thì có được các vị đừng cưỡng cầu đầu chọc đang bị minh uy đại sư cưỡng chế kéo đi hắn chào giang thần Giang huynh, ta đến cứu huynh này. Giang thần nhìn hắn bị kéo đi, vậy mà nói là tới cứu sao, bị như vậy là cứu giữ chưa? Lúc này một vị lão bá, quần áo có vẻ rách rưới đi tới nói với Giang thần, tiểu tử, bái nhập môn hạ ta đi, thế nào? Nho sinh đen mặt quát, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám. Nho sinh xuất chiêu đánh lão bá muốn đuổi ông ta đi, ông ta lại chỉ dùng một ngón tay đã phá đi chiêu thức của nho sinh. Lão hạ giọng nói, tiểu nho sinh à, lâu rồi không gặp, ngươi quên ta rồi sao? Lúc này một đám người cúi chào lão, tham kiến đại ca. Người huynh đệ ở cùng Ba Lan học phủ với Giang Thần khi này nói, "Giang Thần, ngại quá, sư phụ đã dặn dò không được bạo lộ thân phận, có điều ta đến để cứu ngươi." Đám người giật mình thốt lên, "Cái gì? Thập Quỷ chi phủ đạo quỷ? Tên Giang Thần này rốt cuộc có bao nhiêu chỗ dựa vậy? Những người này bình thường đâu có xuất hiện. Đạo quỷ tương truyền rất lâu về trước đã bị võ các trấn sát rồi, sao vẫn còn sống?" Một tiếng nói lớn có vài phần quen thuộc cất lên, "Người này, đang các ta lấy chắc." Một người khác giọng nói không xa lạ vang lên, "Đang các muốn cướp người với các trận ta sao? Người này nếu chịu gia nhập trận các ta thì sẽ được làm thượng binh." không ai xa lạ đó là đồng tăng và lầu sơn đồng tăng cười cười đi tới nói giáo chủ theo ta về đan các đi đan các có thể bảo vệ ngươi lầu sơn cũng lên tiếng lôi kéo đến trận các giáo chủ chỉ cần ngươi đến trận các trận các có thể phong ngươi làm phó các chủ nho sinh tức ra mặt quá to dám cướp người trước mặt ta sao nho sinh tức giận bạo khí lập tức tỏa ra khiến người khác kinh sợ tiếng hắn vang lên các ngươi không coi thanh không nho sinh ta ra gì phải không một người cảm thán nói thanh không nho sinh này thật sự là vô địch dưới thần cảnh chỉ bạo khí thôi cũng khiến ta lùi một bước rồi người bên cạnh tiếp lời ở đây làm gì có ai, có thế lực nào so được với Thanh Không Nho Sinh, Giang Thần rốt cuộc là quái vật gì vậy?" Giang Thần ngập ngừng nói, "Xem ra hôm nay, các vị. Mọi người nhìn hắn mong chờ, Đạo Quỷ lão ta hóng chờ, sao, ngươi đồng ý rồi?" Nho Sinh cũng nhíu mày chờ đáp án. Giang Thần tỏ vẻ rất kính trọng, lời lẽ có vài phần nề năng nói, "Nho Sinh đại tổ nhiều lần cứu ta khỏi nguy nan, vì một mình ta không tiếc làm địch với toàn bộ vô thần đại lục, đây là ơn. Còn ta là đệ tử của Ba Lan học phủ, còn là giáo chủ của toàn tôn giáo, là thân phận một đời không thay đổi được của ta, đây là tình" Hôm nay Giang Thần sống hay chết, không làm phiền các vị phí tâm sức, mời về cho." Đám người sững sờ nói, tiểu tử này điên rồi sao? Chờ mà xem, hôm nay truyền thừa chúng ta vẫn còn cơ hội đấy." Đạo quỷ thở dài nói, đã vậy thì thật sự đáng tiếc. Ông khoát tay gọi mấy người đệ tử nói, đi thôi. Người bạn ở Ba Lan học phủ kia bèn chào, Giang huynh tạm biệt. Giang Lưu cũng lưu luyến ngoảnh đầu nhìn Giang Thần rồi cũng đi. Giang Thần nói với Lầu Sơn và Đồng Tang, hai người cũng đi đi chuyện này không trách hai người hai người ấp úng muốn nói tiếp nhưng thấy thái độ của giang thần cũng đành ngậm ngùi bỏ qua lúc này từ phía xa bóng của phật quang hiện ra vàng trói tiếng gọi cất lên minh uy quay về đi đại sư minh uy nghe xong liền kéo theo cả đầu chọc đi và nói sư tổ ông ấy mở lời rồi thế là đầu chọc cũng vẫy tay tạm biệt giang thần trở về nho sinh chưa hết giận hắn quát lớn đi hết cho ta người thanh không nho sinh ta muốn bảo vệ một mình ta là đủ nói xong nho sinh mở ra cánh cửa dịch chuyển đẩy giang thần vào nói ngươi cũng đi đi giang thần không nỡ nhìn theo nho sinh khẽ gọi đại tổ cuối cùng thì hắn cũng bị đẩy đi kiếp trước thiên thần thần vương đã sớm quen với dẫm đạp lên thi thể rồi nhưng ta chưa từng nghĩ kiếp này lại có một lão đầu tử như vậy nguyện liều mạng vì ta nếu ta chưa chết nếu ta thăng thiên nhất định trả lại tương lai cho người đây là lời thề nửa ngày sau giang thần theo kẽ hở của nho sinh mở ra trở về ba lan học phủ giang thần tự nói một mình ba lan học phủ là một nơi tốt chỉ đáng tiếc ta phải đi rồi một tiếng nói cất lên đi đâu cơ giang thần nhổm dậy người kia tiếp tục nói ở lại không ai dám động vào người đây là tiếng của viện trưởng Ba Lan học phủ tên đương đại Ba Lan. Ông tiến tới trấn an, đừng sợ, lão phu Ba Lan. Lão già nho sinh đó đã từng đó tuổi rồi, còn không biết an phận. Giang thần liền hành lễ chào rồi nói, tiền bối, ta đã có được hoang thần truyền thừa tiếp theo ta sẽ làm liên lụy đến Ba Lan học phủ. Ba Lan liền đáp, vậy thì đã sao? Ba Lan học phủ ta từ khi nào sợ ai vậy? Giọng ông trầm trầm nói, kẻ dám đến, giết là được. Quay về tu luyện đi, chuyện khác không liên quan đến ngươi. Giang thần ấp úng, nho sinh đại tổ, Ba Lan hiểu ý liền đáp, hắn ư? đối phương có tu sĩ thần cảnh không giang thần lắc đầu không có ba lan nghe vậy thì gõ đầu giang thần nói vậy ngươi lo lắng gì giang thần bất ngờ đáp cự ừ, không cần lo sao ba lan cười khởi đáp vô địch dưới thần cảnh lời này không phải là nói cho có đâu hắn là kỳ tài của hoang châu ta giang thần bất lực nghĩ các ngươi đúng là rất yên tâm về đại tổ thấy ba lan ông ta đã tự tin như vậy đại tổ có lẽ không sao lần này có được truyền thừa và đạo chủng thu hoạch nhiều cũng đến lúc đột phá rồi Ba Lan lão nhìn Giang Thần tu luyện đột phá biết thiên kiếp chuẩn bị ập tới, lão cay cú thầm chửi, tiểu tử này lại độ kiếp, Ba Lan học phủ của ta. Ông không có thời gian buồn, nhanh chóng cất tiếng cảnh báo, tất cả đệ tử mau về động phủ tránh nạn. Giang Thần sắp độ kiếp rồi, đệ tử thấy vậy liền chạy xa, vừa chạy vừa chửi, Giang Thần tên thiên sát này, chạy mau. Thiên kiếp lần này cũng như mọi khi, một mớ hỗn độn chuẩn bị được tạo ra sau khi Giang Thần độ kiếp. Ba ngày sau, bầu trời lần nữa xuất hiện một khe nứt, nho sinh từ đó mà xuất hiện. Khuôn mặt có chút hốc hác, tay cầm theo năm, sáu thủ cấp lạnh lùng xuất hiện đệ tử ba lan học viện được dịp lên giọng không hồ là thủ hộ thần của ba lan học phủ một người nói dưới thần cảnh ta vô địch trên thần cảnh một đổi một chỉ có nho sinh đại tổ ta giang thần đang ngồi tĩnh tu thấy nho sinh lướt qua hắn cười thầm quay về là tốt hắn đứng dậy nói hoang vu tạm thời địa cảnh viên mãn cảm nhận sức mạnh trong cơ thể giang thần mừng thầm lục hợp quyết này quả thật rất mạnh lại khiến ta dung hợp vô số đạo chủng trực tiếp đột phá cảnh giới của ta đến địa cảnh viên mãn khuôn mặt đang vui vẻ thì lại lóe ra ánh nhìn lạnh lẽo hắn nói các vị bắt đầu đi một tiếng nói quen tay vang lên giang thần vô thượng kiếm ý này trung châu hoàng triều ta lấy rồi là thất hoàng tử kia đang nói giang thần khiêu khích hắn trung châu hoàng triều nhiều hoàng tử như vậy cũng chỉ có lý phong trạch có chút bản lĩnh còn ngươi thất hoàng tử này liền tức giận quát ngươi nói cái gì lý phong trạch thấy vậy liền vỗ vai nhắc đừng kích động ngươi không phải là đối thủ của hắn trước đó lấy tôn cảnh lực áp á thánh hiện giờ hắn đã địa cảnh viên mãn lý phong nguyên thất hoàng tử này bỏ ngoài tai lời của lý phong trạch đáp hoàng huynh đừng kéo ta hôm nay không giáo huấn hắn ta không phải là người của hoàng triều lập tức hắn gọi ra đạo hồn long ảnh thanh long xuất hiện mập mờ giang thần tay kết ấn gọi ra đạo hồn bất tử điều không quên cà khịa có bộ não thế này cũng làm hoàng tử sao lý phong trạch thấy không ổn cố gọi em mình lại lý phong nguyên quay lại nhưng muộn rồi tên này nhất quyết muốn đấu với giang thần còn kết quả không nói cũng biết chỉ sau vài chiêu đã bị giang thần đánh cho học máu ngã vật xuống giang thần lạnh giọng nói lý phong trạch ta nể mặt ngươi giữ mạng cho đệ đệ ngươi ta chắc chắn sẽ giết ngoài lý do đó giang thần vừa rồi lúc tu luyện cảm ứng được rất nhiều người đến gần lại bị một luồng sức mạnh của hoàng thất trung châu ngăn cản lý phong nguyên không có não như vậy có lẽ không phải hắn làm vậy chắc là lý phong trạch làm rồi lý phong nguyên vẫn cứng họng nói nếu ngươi dám giết ta đại binh của trung châu hoàng triều chắc chắn san bằng ba lan học phủ lý phong trạch nghiến răng quát hắn đủ rồi còn không đủ mất mặt sao cút về lý phong nguyên chột dạ nhìn lý phong trạch nói ngươi làm việc lớn là hoàng tộc để kích động như vậy thật sự làm mất mặt hoàng tộc trung châu ta nghe vậy hắn chỉ biết nhìn giang thần hàn học rốt cuộc cũng rời đi không thèm nói một lời giang thần nhìn lý trạch phong hỏi sao ngươi còn ở đây muốn ra tay với ta sao lý trạch phong đáp đương nhiên rồi hai ta cùng chiến một trận nếu thắng vô thượng kiếm ý đưa ta giang thần cảm khái nói ngươi còn có lễ độ hơn hoàng tử ngu xuẩn kia vậy nếu ngươi thua ngươi phải đồng ý với ta một chuyện lý trạch phong cầm kiếm lao tới nói ta sẽ không thua hai đạo kiếm va vào nhanh những luồng chân khí bộc phát khiến người ta nhìn thấy mà khó thở lý trạch phong hỏi ta và ngươi cảnh giới khác nhau cảm thấy trận chiến này công bằng sao Giang Thần đáp, thế gian vốn dĩ không có hai chữ công bằng, sự công bằng duy nhất chính là thực lực. Lý Trạch Phong gật gù, ngươi cũng rất hiểu chuyện. Sau vài chiêu cơ bản thì kiếm của Lý Trạch Phong chém một đường vào vai Giang Thần, nhưng nó lại giống như chém vào đá vậy. Hắn ta ngưng ngác, cơ thể này là sao? Hắn ta không nghĩ nhiều lập tức đổi chiêu thức, vậy thử cái này hám sơn ấn. Giang Thần kinh hãi, mẹ nó, hám sơn ấn cũng biết sao? Thiên hạ cửu ấn, hám sơn ấn xếp thứ năm, cơ thể ta có mạnh thế nào cũng sẽ bị nó chấn áp có điều. Giang Thần chĩa mũi kiếm tới nói, ngươi có hám sơn ấn ta có vô thượng kiếm ý kiếm khai thường thiên giang thần nhảy lên mũi kiếm đánh vỡ hám sơn ấn từng mảng vỡ xuống dưới chân lý trạch phong giờ tới lượt giang thần phản công rồi hắn lao xuống bàn tay tốc độ nhanh một giây và liền trục phát lên mặt lý trạch phong ông ta bị tát đến méo cả mặt ông ta hét lên ngươi muốn chết à dám đánh vào mặt ta giang thần xua tay nói hự nhị hoàng tử hãy chú ý thân phận hình tượng và phong độ của mình lý trạch phong hạ giọng điềm tĩnh nói nếu không phải kiêng nể thể diện hoàng gia ta có thể như vậy sao sắc mặt ông ta thay đổi bắt đầu thi triển chiêu thức mới có vẻ mạnh hơn những lần trước ông ta nói có điều bây giờ ở đây không có ai ta phải làm cho đúng giang thần bất ngờ đây là tam đạo hồn không ngờ sau khi sống lại có người có tam đạo hồn giống như ta giang thần bàn tay kết ấn cũng chuẩn bị xuất chiêu mạnh hắn cảm khái lâu lắm rồi khâu chiến hết mình một trận hôm nay ta theo người lý phong trạch lớn tiếng nói long thuẫn long kiếm long giáp lão tử ba mặt cầu toàn xem ta giết người thế nào dùng một lúc tam đạo hồn Điều này khiến Giang Thần vừa bất ngờ vừa hưng phấn, vô thần đại lục lứa này cuối cùng cũng xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu, cho dù các đại chủ thần hiện tại đều không tồn tại Tam Sinh Đạo Hồn. Thú vị đấy, Lý Phong Trạch đánh tới đáp, ngươi cũng rất thú vị. Hai người họ cứ thế đấu hết nửa ngày, Lý Phong Trạch lúc này mệt lả, run rẩy nói, ngươi là người hay quỷ, ta thân là á thánh cũng đánh mệt rồi sao ngươi vẫn đánh được chứ? Ngươi dùng đan dược rồi đúng không? Giang Thần cũng vã mồ hôi đáp, nghèo, không dùng nổi đan dược. Còn đánh nữa không? Tuy nói ta không thắng nổi ngươi, nhưng ngươi cũng không thắng nổi ta. Trong lòng Giang Thần thầm cảm ơn may mà có thiên tinh và vô số địa cảnh đạo chủng ngưng tụ tuyệt đại thiên kiêu này quả nhiên không đơn giản lý phong trạch dường như không có ý dừng lại hắn bắt đầu lấy ra phù triện phù văn lập tức xuất hiện quanh người hắn ta linh khí tập trung ở lòng bàn tay kéo ra một cây thương dài hắn nói tấn công cuối cùng giang thần ta thừa nhận ngươi là thiên kiêu mạnh nhất cùng lứa nhưng ta cũng không yếu giang thần cũng lấy hắc kiếm ra nghênh chiến nói cho ngươi toại nguyện giang thần ánh mắt như nảy lửa cầm kiếm lao tới nói đây là vô thượng kiếm kỹ hoang vu trận đấu kịch liệt khiến một vùng trời dung chuyển ngọn núi cũng bị hai người san bằng một nửa sau hoàng thần lại có người nắm giữ hoang vu. ba lan cùng nho sinh đứng nhìn hai người đấu nhau. một trưởng lão hỏi lão tổ đây không ra tay ngăn cả sao? ba lan đáp lời kiếm này nếu thật sự chém lý phong trạch sợ là chết chắc. lý phong trạch chết hậu sơn cũng sẽ bị diệt. ông tuyết của nói hậu sơn này là nơi căn cơ của ba lan học phủ nếu như bị hủy diệt. nho sinh đáp diệt thì diệt trong lòng nho sinh thẩm mỹ, đều sắp chết rồi còn cần ba lan học phủ này làm gì? một đạo kiếm kinh hồn đang nhằm về phía lý phong trạch hắn ta kinh hãi nói đây chính là vô thượng kiếm ý cây thương trong tay hắn đứt gãy hắn run run nói ta sắp chết rồi sao giang thần thoát ẩn thoát hiện nói ta đã nói rồi không đánh nữa ngươi còn không tin hắn thu hồi lại chiêu thức cả người thả tự do rơi xuống lý phong trạch thở phào nói kiếm này ngươi không chém ra nổi cho nên ta sẽ không chết trong lòng lý phong trạch đã ngầm thừa nhận cho dù ngươi lực cạn như một á thánh lại đánh không thắng nổi tu sĩ địa cảnh giang thần là ngươi thắng rồi giang thần đuối sức nằm trên mặt lý phong trạch không mấy vui vẻ nói muốn gì cứ nói chỉ cần ta làm được giang thần đáp ta chỉ cần một câu hứa của ngươi từ nay về sau nếu ta vào lúc sinh tử không ai cứu ta trung châu hoàng triều phải đứng ra lời giang thần khiến lý phong trạch ngây người nghĩ kẻ này không những ngăn cản bao nhiêu thiên kiêu vì ta hơn nữa vào lúc ta yếu ớt cũng không nhân cơ hội anh hùng như vậy đáng kết sao ông ta hạ giọng hỏi lại đơn giản vậy sao giang thần cười đáp ngươi nghĩ đơn giản làm sao ngươi biết kẻ địch của ta là những ai không Lý Phong Trạch không cần biết, ông ném ra một lệnh bài nói, "Này, nếu thật sự có ngày đó, đập vỡ nó, Trung Châu Hoàng triều ta chắc chắn sẽ đứng ra trợ giúp ngươi." Giang Thần cầm lấy đáp, "Được rồi." Giang Thần cũng giao ra vô thượng kiếm ý, hắn nhắc, "Cẩn thận chút, đừng tùy tiện tham ngộ, có chút bất cẩn sẽ chết ngay đấy." Lý Phong Trạch đáp, "Biết rồi." Hai người cứ thế đã trao đổi qua lại, rồi đường ai nấy đi. Lý Phong Trạch trước khi đi còn nói, "Ngươi sẽ không ngừng mạnh lên, sớm có ngày ta sẽ không ở dưới ngươi." Giang Thần đáp, "Ta cũng tin, ngày khác nếu gặp lại, ta có thể chỉ điểm ngươi một lượt." lý phong trạch nhìn giang thần hằn học rồi giơ ngón giữa ra nói thằng nhãi ta cần ngươi chỉ điểm chắc lý phong trạch vừa đi thì ba lan đi tới vỗ vai giang thần nói nhìn hắn lần cuối đi giang thần đi tới nơi thì thấy nho sinh nằm trên giường đang vô cùng yếu ớt bên cạnh còn có vài người đứng đợi. thanh lão nói ngoài hoang thần đạo trưởng lão tổ tuy an nhiên quay về nhưng bị thương không nhẹ cộng thêm ám thương trước đó lão tổ rốt cuộc vẫn không qua khỏi nếu nhân bên cạnh nhìn giang thần đôi mắt ngấn nước trách nếu không phải ngươi lão tổ sao có thể chết như vậy được ngươi rốt cuộc có tác dụng gì ta không hiểu tại sao lão tổ lại tốt với ngươi như vậy không tiếc tính mạng để thay ngươi mở rộng tương lai giang thần đưa tay chạm vào nho sinh khuôn mặt hốc hác này thật khác khi lúc ông ta còn khỏe mạnh giang thần nước mắt lã chã tự hỏi ta có gì tốt hắn nghiến răng nói vẫn cứu được hắn lau nước mắt nói ta đưa ngươi đi rời khỏi đây ba la nhìn giang thần lớn giọng nói thọ nguyên cạn kiệt ám thương càng nặng bị thương đến tam hồn thất phách rồi ngươi lấy gì để cứu hắn giang thần đáp ta cần một miếng vạn cổ thanh kim tất cả mọi người lui đi đi nữ tử nghi ngờ hỏi là ý gì thanh lão đau buồn xua tay lão tổ đã qua đời rồi ngươi đừng đùa nữa nho sinh dùng hết sức lực ngồi dậy nói đều lui xuống đi tiếng ông ta chắc nịch ta cho giang thần mọi quyền nghe hắn đi lão phu không muốn chết ba lan thầm nghĩ nho sinh không những là chiến thần của ba lan học phủ cũng là huynh đệ một đời của ta ta nên tin tưởng hắn nghĩ vậy ông liền ra hiệu cho mọi người đi hết đi lúc này chỉ còn lại nho sinh cùng với giang thần giang thần nói ngoài hoang thần đạo trường tất cả mọi người đều biết ta có được vô thượng kiếm ý muốn giết ta đoạt truyền thừa ta biết lúc đó nếu không phải ngươi ta nhất định sẽ chết nghĩ lại những khuôn mặt hám của kia từng lời nói giang thần còn nhớ rõ tin thiên này không tin mệnh này không ha ha thiên thần thần vương ư ngươi biết thân phận của ta là thiên thần giang thần đưa tay lên chán sờ tìm thứ gì đó và nói có một thứ vốn để cho mình nhưng giang thần ta không phải người vong ân bội nghĩa hôm nay ta cắt đứt con đường của mình thay người tiếp tục cuộc hành trình về sau nếu ngươi lên đỉnh cao đừng quên một tia sáng vàng rực từ phòng của nho sinh đâm thẳng lên bầu trời mọi người ngạc nhiên nhìn nhau nói bầu trời sao thay đổi rồi xem kìa toàn bộ bầu trời là ánh sáng chói lóa bầu trời đều là những ngôi sao lúc này ở cửu tiêu thái dương thần điện tia sáng kia đã đâm tới đây một thiên sư ngạc nhiên nói thiên thần thần cách đã vỡ thần vương đã chết chuẩn bị chinh chiến thần vương là của ta thái dương thần điện lục đục tiếng la hốt hoảng vang lên thiên thần ngươi sao vậy thần vương thần cách vỡ vụn rồi người ở vô thần đại lục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bọn ta còn có thế chờ ngươi quay về không thì ra giang thần lấy ra thần cương thần cách của mình cho nho sinh mới khiến người trên thần điện sợ hãi như vậy hắn nói với nho sinh tâm của cửu tiêu tọa của thần vương ta lấy thần vương thần cách tiếp tục mạng cho người từ hôm nay trên đời không còn thiên thần chỉ có nho sinh người hắn đưa thần cách vào cơ thể của nho sinh nói tặng người đó đây là ác chủ bài cuối cùng của ta như người xứng đáng tuy chỉ có thể giữ mạng ba tháng một ngày sau ba lan kệ nệ bưng ra một vạn cổ thanh kim làm một cái quan tài đệ tử nhìn thấy thì nói viện trưởng vì một người sắp chết hà tất phải lãng phí vạn cổ thanh kim đây là vô thượng quy bảo tài liệu để rèn thần khí đó trưởng lão ra sức khuyên Viện trưởng, nghe lời ta, vì một người sắp chết, không cần phải lãng phí những thứ này, chi bằng để lại cho hậu nhân." Ba Lan nhìn hắn ta lạnh giọng nói, ngươi và Thanh Không Nho Sinh tranh chấp một đời, hiện giờ cũng từng này tuổi rồi, ngươi vẫn còn chưa từ bỏ. Lẽ nào, cứ phải tranh cao thấp thì mới chịu?" Trưởng lão kia đáp, "Cao thấp ư? Không cần tranh nữa. Hắn sắp chết rồi, còn ta vẫn sống, cao thấp đã phân, đương nhiên là biết rồi." Giang Thần lúc này bế theo Nho Sinh bước ra nói, "Ngươi, cuối cùng cũng chỉ là con kiến dưới chân đại tổ thôi." Ba Lan nhìn Nho Sinh kinh ngạc, "Sinh khí, Giang Thần thật sự làm được rồi." trưởng lão kia mắng giang thần tiểu tử ngươi dám nói với ta như vậy muốn chết sao giang thần đặt nho sinh vào quan tài đeo lên vai nói sẽ có một ngày ta đưa đại tổ quay về bà lan hỏi ngươi muốn đi đâu giang thần đáp minh châu đi lấy luân hồi độ nói xong hắn đem theo nho sinh biến vào bầu trời thanh thang trưởng lão kia nghe giang thần nói thì ngạc nhiên minh châu sao ở đó là vu thuật chi địa nguy hiểm vô cùng người của mấy đại châu khác đều không muốn đến minh châu càng huống hồ hắn đã có mâu thuẫn với cửu lên thái tử của minh châu trước đó hắn đi như vậy là đi chết mà giang thần không quan tâm nhiều thế hắn nghĩ luân hồi độ bất truyền chi thuật của minh châu cửu lê hoàng triều tương truyền dưới luân hồi độ có thể phục sinh người chết tất cả lần này dựa vào giang thần giang thần đi tới bờ biển hoang châu giang lưu cùng đám đệ tử của giang thần đứng đó từ khi nào hắn gọi lão đại giang thần ngạc nhiên hỏi sao các người lại đến hắn nhìn lục thanh thần hỏi đúng là lâu rồi không gặp toàn tôn giáo hiện giờ là tông môn mấy lưu rồi trong lòng thầm đánh giá tên lục thanh thần này cũng có vài phần thiên phú cho dù ta rời đi cũng toàn lực tu luyện công pháp ta để lại hiện giờ còn đột phá đến tôn cảnh rồi nữa lục thanh thần lạnh lùng đáp hiện tại chỉ có tam lưu võ các không còn tiếp nhận nhiệm vụ thăng lưu của toàn tôn giáo nữa giang thần nghĩ Hoàng châu hiện giờ có ba lan học phủ chống đỡ có lẽ cũng không ai dám động vào toàn tôn giáo nữa giang thần ném cho lục thanh thần mấy cuốn võ ký nói đây là 36 cuốn thần cấp công pháp 72 bộ thiên cấp võ kỹ để vào trong tàng kinh các rồi truyền lại trong một năm ta muốn danh tiếng của toàn tôn giáo vang khắp Hoàng châu Giang Lưu gấp gáp hỏi, "Lão đại, huynh vẫn sẽ trở lại chứ? Ta cùng huynh đến Minh Châu được không?" Như tiểu cũng sốt sáng nói, "Ta cũng đi, cũng đến lúc ra ngoài mài luyện rồi." Giang Thần đáp, "Đến Minh Châu lần này nguy hiểm vô cùng, vu thuật thuật pháp không phải chuyên tu của người Hoang Châu, các ngươi không thể cùng ta đi mạo hiểm được, ý ta đã quyết." Hắn nghĩ rồi, mỗi một thiên kiêu đều nên có con đường của riêng mình, nên có sự huy hoàng của riêng mình, không thể đi theo ta mãi được. Bạch Phong ngữ từ đâu đi ra nói, sự phụ, chi bằng đến Bạch Đế Thành trước đi ở đây là Thương Sơn Tuyết Hải, Bạch Đế Thành ở Trung ương Đại Hải, qua đó chính là Minh Châu. Giang Thần nghĩ, Bạch Đế Thành ở gần Minh Châu, cũng khá hiểu về Minh Châu, đúng lúc có thể đến Bạch Đế Thành thăm dò chuyện về Minh Châu. Thế là hắn gật đầu, cũng được. Một bàn tay mềm mại chạm lên mặt Giang Thần, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, "Sư phụ, ta sẽ nhớ người lắm." Nạp Lan Minh Nhi âu yếm Giang Thần nói, "Khi nào ta có thể không gọi người là sư phụ nữa?" Phong Ngữ tức giận nói, "Tương cảm lúc ly biệt, bị câu nói của cô hủy hoại hết rồi." Lúc này có tiếng nói cắt ngang, "Ta cho phép ngươi nạp thiếp." Là tiếng của Hoa Liên Y, cô đi tới véo má Giang Thần quát, "Nhưng ta là chính thất, ta là lão đại." Giang Thần đẩy mấy người đẹp ra kêu lên, "Ôi giời, mấy tỷ tỷ ơi, ta hiện giờ chia tay các cô, các cô đừng có làm." Hắn ngập ngừng không nói hết liền dứt khoát rời đi. Giang Lưu cảm thán, lão đại đúng là giàu phúc thật. Một ngày sau, Giang Thần kéo thắt lưng Bạch Phong Ngữ đi tới một nơi xa. Hắn cất tiếng hỏi, "Phong Ngữ đây chính là Bạch Đế thành sao?" Thấy cô im lặng hắn quay qua gọi, "Phong Ngữ." Vừa quay lại thì hắn đỏ bừng mặt mũi, ánh mắt đang dán chặt cặp đào của Phong Ngữ. Hắn vội buông tay quay mặt đi nói, "Xin, xin lỗi, bạch phong ngữ không để ý liền dẫn đường nói không sao vào trong đi biểu tình này khiến giang thần chột dạ sao cô ấy là lạ hắn theo chân phong ngữ đi vào nhìn quanh một hồi giang thần nói phong ngữ chỗ của con yên tĩnh quá vậy cô đáp họ sắp tới rồi giang thần nghe vậy thì ngơ ngác còn đang không hiểu họ ở đây là ai thì một quả bóng rơi trúng đầu hắn kéo theo là một đoán người rồng rắn đi tới kéo theo dòng chữ hoan nghênh con rể phong ngữ cười thẹn thùng giang thần thì mặt xịt keo cứng ngắc hắn ngại ngùng nói ta không đi nữa được không phong ngữ nghiêm mặt đáp ngươi nói xem lúc này một người ăn mặc sang xịn mịn bước ra nói con rể tốt đã đến rồi sao không vào trong ngồi phong ngữ ôm lấy cánh tay giang thần thân mật đáp phụ thân người nói gì vậy giang thần bị hai chữ con rể làm khó hiểu hắn chỉ vào quan tài phía sau lưng nói ngươi nhìn thấy thanh kim quan ta cũng trên lưng này không cha của phong ngữ đáp nhạc phụ ngươi không ngủ giang thần kinh ngạc thét lên nhạc phụ sao gì mà nhanh vật lý vậy hắn ho khan nói cụ cụ ta bảo lần sau ta đến bạch đế thành có được không vậy hắn giải thích trong quan tài này là nho sinh đại tổ ta lấy thanh kim quan tỏa mệnh cho hắn lấy huyết khí bản thân duy trì tính mạng cho hắn thanh kim quan này nếu rời khỏi cơ thể ta nho sinh đại tổ ở bên trong sẽ cha phong ngữ tối sầm mặt lại thanh không nho sinh tín ngưỡng của hoang châu cường giả khó rồi ông đen mặt rồi gần giọng nói tiểu tử ta chỉ có đứa con gái này ta gả nó cho ngươi sao ngươi còn không vui ư ừ. ngươi phải biết đừng nói là hoang châu này trong thất đại châu có bao nhiêu thiên kiêu thiếu niên muốn lấy phong ngữ nhà ta không giang thần khổ sở đáp ông quan tài mà đi chuyện cưới sinh không thể là bây giờ được xui xẻo đó hắn cuối người lễ phép nói lần sau lần sau đợi ta quay về bạch đế thành nhất định sẽ thành thân với bạch phong ngữ cha con phong ngữ lặng lẽ truyền âm ông ta hỏi có cần cưỡng ép không phong ngữ ra hiệu đừng mà cha ta tin lời hắn nói hơn nữa nho sinh đại tổ có ơn với hắn hắn còn chuyện quan trọng cần làm cha cô hơi tức giận nói mùm nam nhân là mồm lừa gạt con tin hắn thật sao sao ta lại sinh ra đứa con gái như con chứ bạch phong ngữ nghiêm mặt dưa ép thì không ngọt được cha hiệu cái gì chứ cha mau đi đi giang thần cười khổ cũng tham gia truyền âm ta có lúc sẽ rất phiền ta biết nhiều bí mật như vậy ta đều nghe thấy hết này cha phong ngữ tức tối bỏ đi ông ném cho giang thần một tấm bản đồ nói đây là bản đồ phân bố thế lực của minh châu cùng với địa đồ sau khi người đến minh châu hãy đến minh châu nam bộ trước ông ra hiệu cho đám người hầu lui xuống cả đi giang thần liền cúi người kính cẩn nói đa tạ phong ngữ chạy tới nói sư phụ người đến minh châu nếu có ai ức hiếp người hãy nói với ta nhà ta có ba nghìn bạch y quân vô thần đại lục ai đến cũng phải kính nể vài phần nghe tới bạch y quân liền biết những siêu cấp tông môn này nếu khai chiến thành nhân cũng thành khói bụi thôi ba nghìn bạch y quân này không thể ai ai cũng thần cảnh được bạch đế thành này hắn nghi hoặc hỏi bạch y quân có thực lực gì lẽ nào bạch đế thành còn át chủ bài khác phong ngữ đáp ừm có lẽ là có cha phong ngữ quát liên quan gì đến ngươi đến ra môn ta cũng chưa vào mà đã muốn ăn bám rồi ông gọi phong ngữ phong ngữ quay lại cô cười nói sư phụ nhất định phải cẩn thận giang thần nghe chữ ăn bám thì không mấy vui vẻ hắn là thiên thần thần vương mà lị bạch đế thành này cũng thú vị thật có điều minh châu này đối với người chưa đến thần cảnh như ta quả thực vô cùng nguy hiểm nhìn bóng hai cha con phong ngữ đang cãi nhau hắn thầm nghĩ đại tổ nếu có một ngày ta chết ngươi sống ngươi sẽ ra sao đây giang thần tới minh châu để tránh gặp người quen hắn liền dịch dung để đi vào hắn nhớ lại lời của bạch đế nghĩ bạch đế bảo ta đến minh châu nam bộ trước chắc chắn có thầm ý gì đó đang đứng ngẫm nghĩ thì một bóng hình lao tới gọi giang thần đứng lại người này chạy tới tay liền kết ấn giang thần chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người này thi triển sinh tự liên mệnh ấn thẳng vào mi tâm của giang thần giang thần thấy trên chán mình nhận ra đây là mệnh vận liên kết chi thuật mạng của giang thần với người kia giờ là một hắn ta gấp gáp nói giúp ta nếu không thì cùng chết thấy giang thần toan bỏ đi hắn ta kéo vai giang thần lại nói liên mệnh chi thuật ta với ngươi bất luận ai chết thì đều chết cả thôi giang thần chửi mẹ nhà nó thế là hắn bỗng dưng phải đấu với ai đó mà chưa biết mặt hắn lạnh giọng nói với tên kia đợi lát nữa sẽ xử ngươi Giang Thần nhìn đám người trước mặt nói, đi hết đi, ta không muốn sát sinh. Nghe lời Giang Thần nói, bọn này ngơ ngác không hiểu gì. Chợt nhận ra đây chỉ là một tiểu tử địa cảnh. Bọn chúng liền cười ồ lên, ngươi chỉ xứng liếm giày cho ta thôi ha ha ha. Còn giả bộ con khỉ gì, đừng phí lời, giết hết đi. Tên kia đứng sau Giang Thần thầm nghĩ, ngang dọc đều là chết, ít nhất có người đỡ trước. Giang Thần ánh mắt đầy sắc khí nói, liếm giày ư? Hắn phút chốc tốc biến ra phía sau của đám người. Mấy tên này ngơ ngác quay lại nhìn. Bọn chúng bắt đầu hoảng sợ, Giang Thần thi triển ra Am Thiên Vũ, võ kỹ thần cấp, sát khí cuộn trào. Chỉ vẩy nhẹ một cái tay một chiêu đánh bay đám người tự phụ không biết trời cao đất dày. Giang Thần thở dài, "Ai, ta tự bảo vệ bản thân, không phải là giết người vô tội." Tên đứng phía sau Giang Thần ngơ ngác nói, "Mạnh, mạnh quá." Nhìn đám người đang bị chiêu thức của Giang Thần quay mòng mòng thốt lên, đó đều là a thành nó. Giang Thần đen mặt đi tới nói, "Bỏ liên mệnh chi thuật." Tên này sợ hãi lùi ra nói, "Hự, không bỏ được, phải chờ 10 ngày sau liên mệnh chi thật mới tự loại bỏ." Giang Thần tức giận tóm lấy cánh tay hắn hỏi, vậy có thể nói trong 10 ngày này mạng ta và mạng người liên kết ư? Ai chết cũng không song sao? Tên này run rẩy đáp, ừ, ta biết ngươi rất phẫn nộ, nhưng ngươi bây giờ không thể giết ta. Giang Thần trầm tư, bí thuật không thể loại bỏ, đây có lẽ là vu thuật đặc biệt ở Minh Châu. Đáng chết. Tên này cười cười nói với Giang Thần, ta đưa ngươi về Lê tộc. Trưởng bối trong tộc ta có lẽ có cách gì đó loại bỏ liên mệnh chi thuật này. Giang Thần nghĩ, trước khi thành thần ta chưa từng đến Minh Châu, làm sao có cách phá giải được? cũng đành phải nghe hắn thôi cùng lắm một phát đập chết hắn luôn thế là hết giang thần lạnh giọng nói nếu dám lừa ta ta giết ngươi. hắn liền xua tay không dám không dám thế là hai người đồng hành cùng nhau tới lê tộc giang thần vừa đi vừa vuốt mồ hôi trên mặt nói ở đây nóng thật đấy tên kia đáp đương nhiên đây là nơi nóng nhất minh châu lê tộc nắm giữ nam minh ly hỏa nơi bọn ta ở dưới lòng đất là một vùng nam minh ly hỏa hải giang thần nhầm nam minh ly hỏa đây là thần hỏa đấy thần minh ở cửu tiêu cũng không thấy mấy ai điều khiển được lẽ nào là vì vu thuật tên này bước nhanh về phía trước gọi cha con về rồi giang thần mặt đầy nghi vấn hỏi tại sao nam minh ly hỏa lại ở đây tiểu tử kia đáp minh châu chia thành bốn khu vực lớn bốn tộc lớn mỗi một tộc đều có vu thuật đặc biệt của mình từ đó điều khiển những sức mạnh đặc biệt này chuyện này có gì kỳ lạ sao trần tộc đông bộ điều khiển đông long thanh phong lang tộc tây bộ điều khiển tây lăng bạch kim hồng tộc bắc bộ điều khiển bắc bối hậu thổ hai toàn mấy thứ vớ vẩn thôi giang thần tự nhầm lại thần phong thần kim thần thổ đây mà là mấy thứ vớ vẩn sao minh châu này thật sự bất phàm. Tiểu tử này dẫn Giang Thần đi vào đại điện, người ngồi trên ngai vàng gọi hắn, "Con trai." Tên này liền đáp lại, "Phụ hoàng." Hắn lao vào ôm lấy cha mình khóc, phụ thân là hắn đã cứu con. Nếu không người hôm nay không nhìn thấy con mình nữa rồi, hu 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 hu. Vị này liền lên tiếng hỏi, "Vị tiểu huynh đệ đến từ nơi nào?" Giang Thần đánh giá ông ta một lượt, "Ông ta là đại thánh." Nếu ông ta nhìn ra ta là Giang Thần náo loạn hoang thần đạo trường thì to chuyện mất. "Đại tổ à đại tổ, thật sự muốn lấy mạng ta sao?" Hắn khẽ đáp, "Đến từ một hẻm núi vô danh." tiểu tử kia thấy vậy thì nói cha đừng hỏi nữa mạng con trai ngươi là do hắn cứu ngươi ngươi muốn con ngươi về sau không có bạn sao vị tộc trưởng gật đầu cũng phải cũng phải giang thần thầm chửi hắn bạn ngươi con khỉ hắn ta nói với giang thần ngươi yên tâm ngươi đã cứu mạng ta lợi ích tuyệt đối không thiếu phần ngươi lê tuyền ta làm người hiểu báo ơn cha hắn tự hào nói con trai nói hay lắm giang thần cười khổ nói hự ừ, cái này thì không cần giúp ta bỏ liên mệnh chi thuật là được nhưng lê tuyền kia lại như không nghe thấy hắn nói với cha mình phụ thân con nghĩ ơn cứu mạng phải lấy đỉnh lễ để báo đáp hắn nhìn giang thần thân tình nói con nghĩ ghép muội muội của con cho hắn đi vị tộc trưởng kia vô cùng hào hứng gật đầu con trai cha rất vui làm theo ý con đi giang thần xua tay tính gật đi ý của ta không phải như vậy lúc này vị tộc trưởng ngăn lại lớn tiếng nói ngươi yên tâm có của hồi môn cho ngươi nghe tới đây mắt giang thần sáng rực đúng là không có việc gì khó chỉ sợ tiền không nhiều vị tộc trưởng này cam kết vô thượng công pháp của nam lý bộ lạc ta nam lý vu thuật chỉ cần ngươi chịu cưới thì sẽ được tặng Giang Thần xua tay đáp, ự. "Thực ra loại bỏ liên mệnh chi thuật cho ta là được rồi." Giang Thần đang nghĩ sao, hai người này nhiệt tình quá vậy? Thì phía cửa một tiếng quát của nữ nhân vang lên, "Hai người quá đáng rồi đấy." Giang Thần ngoảnh mặt nhìn, thấy đó là một Thánh Vương. Chưa kịp nhìn rõ thì Giang Thần đã bị một trưởng đánh bay ra. Sự xuất hiện của nữ nhân này khiến hai cha con Lê Tuyền sợ hãi ôm lấy nhau. Lê Tuyền run run nói, "Muội muội, dừng tay." Vị tộc trưởng kia không ngờ cũng hãi hùng nói, "Con gái ruột của ta, đừng như vậy." Nữ tử kia khuôn mặt sắc sảo, thân hình bốc lửa nhưng giọng nói và tính cách vô cùng mạnh mẽ cô lên giọng nói hai cha con các ngươi mấy ngày không ăn đòn có phải ngứa rồi không hôn sự của bổn tiểu thư đến lượt hai người nhúng tay vào sao cô là con gái tộc trưởng lê sán cô nghiêm giọng nói muốn gắn ghép ta cho hắn ư loại phế vật này sao giang thần vừa nãy bị một trưởng cô đánh trọng thương giờ đang ôm ngực nghĩ nếu không phải nền tảng của ta tốt cú vừa rồi đã lấy mạng ta rồi có điều đứa con gái này trông cũng không tồi hơn nữa tuổi còn trẻ đã đạt đến thánh vương cảnh giới tộc trưởng lúc này lớn tiếng nói theo quy định trong tộc, 10 ngày nữa là con phải trở thành thánh nữ rồi. Con muốn trở thành thánh nữ không? Lê Sán đáp, trở thành thánh nữ cả đời phải ở lại trong bộ lạc, cha nghĩ con muốn làm thánh nữ sao? Lê Tuyền đi tới nói, muội muội, mụ, ta tìm cho muội người này lợi hại làm đó. hắn Chỉ vào Giang Thần nói, tên này, địa cảnh trung vị tu vi, nhưng năng lực thì giết chết á thánh. Lời nói ra đã khiến cô nghi ngờ, cái gì chứ? Tộc trưởng cũng nhìn Giang Thần một lượt trong lòng thầm đánh giá, ăn một đòn của Sán Sán mà có thể hồi phục nhanh vậy, người này chắc chắn không tầm thường. Giang Thần thấy bọn họ tập trung nhìn mình như vậy thì lên tiếng phân bua, đừng nghe hắn nói bừa, ta không mạnh như vậy. Bỗng nhiên Lê Sán hỏi, ngươi là Giang Thần đúng không? Là Giang Thần ở Hoang Thần Đạo Trường có được vô thượng kiếm ý, sau đó bị cửu Lê Thái từ vụ phong truy nã. Giang Thần thất kinh, không nghĩ bản thân lại sớm bị nhận ra như vậy. Lúc này Lê Sán dùng đại bạo chi lực, uy áp trên người cô nhanh chóng thổi bay thuật dị dung của Giang Thần. Lê Tuyền Giờ tấm hình truy nã ra nhìn rồi nói, ngươi thực sự là Giang Thần người bị cửu Lê Thái tử truy nã. Giang Thần thừa nhận, là ta thì đã sao? Sao? các ngươi là muốn hoang thần truyền thừa hay là giao ta cho cửu lê hoàng triều để được hưởng công hắn nghĩ bụng hôm nay nếu họ có ý giữ ta với tu vi hiện tại của ta đại tổ à đại tổ à nhớ thắp hương cho ta nghe thấy thân thế của giang thần tộc trưởng tức muốn bùng nổ lê tuyền liền chạy tới nhắc phụ thân hắn đã cứu con tưởng chừng ông ta đánh giang thần thì tộc trưởng lại vỗ vai cười rồi nói ngươi đến đúng lúc lắm bạch đế từng có ơn với lê tộc bộ lạc từ sớm đã truyền tin đến bảo ta giúp ngươi một tay bạch đế cũng bảo người là đến minh châu nam bộ trước đúng không giang thần thở phào nói sớm đi chứ Đúng là kinh hãi một phen. Có Bạch Đế bọn họ có lẽ sẽ không làm gì ta, chỉ là Bạch Đế và Lê tộc bộ lạc rốt cuộc có quan hệ gì? Ông ấy đưa ra lời mời, ngươi đến đây cũng coi như đúng lúc, đúng lúc Minh Châu có một yến tiệc. Đúng rồi, quên chưa giới thiệu ta là tộc trưởng của Lê tộc bộ lạc tên Lê Thiên Thu, đây là con trai ta Lê Tuyền, đây là con gái ta tên Lê Sán. Giang Thần cũng báo danh đáp lễ, toàn tôn giáo, Giang Thần. Hắn liên tiếng hỏi, yến tiệc của Minh Châu có liên quan gì tới ta? Lê Sán như nhàu đáp, liên quan lớn chứ, yến tiệc này do hoàng tộc của cửu Lê hoàng triều chủ trì. Phàm là người trong phạm vi là có thể vào luân hồi hải nơi khởi nguồn của Cửu Lê Hoàng triều tu luyện. Tộc trưởng tiếp lời, mà trong luân hồi hải có luân hồi độ đó. Giang Thần mở to mắt khi nghe tới luân hồi độ. Hắn nghi hoặc hỏi, có điều một yến tiệc của Minh Châu, một người ngoài như ta có thể tham gia sao? Tộc trưởng đáp, không thể, chỉ có người bản địa Minh Châu mới được tham gia. Ông ấy liếc nhìn Lê Sán giọng nói đầy ẩn ý nói, "Còn ngươi muốn tham gia yến tiệc này, bây giờ có một lựa chọn không tồi này." Lê Sán lạnh giọng nói, "Cút, lão già chết tiệt, lại có ý đồ với ta." Giang Thần thầm nghĩ, ở rể sao ta thấy vài chương trước ta cũng có kịch bản giống như vậy nhưng lần đầu gặp mặt đã cho quà to như vậy cụ cụ không đúng lắm hắn lên tiếng nói ta nói này chúng ta vừa gặp mặt các ngươi đã muốn ta lấy lê sán có phải là bạch đế đã nói với các ngươi gì không tộc trưởng đáp ồ là vậy bạch đế nói ngươi nắm giữ nhiều loại bí thuật cấm thuật cùng với các vô thượng võ kỹ công pháp lê sán bực bội quát nói trọng điểm giang thần thầm chửi bạch đế lão già này dám bán đứng ta tộc trưởng lúc này nói bí thuật cấm thuật ngươi nắm giữ có một loại tên là nam lý thiên kinh không Nam Lý Thiên Kinh là vô thượng công pháp của Lê tộc ta, sau khi tu luyện có thể khiến người Lê tộc thoát biến, hóa thành Nam Lý thánh thể. Giang Thần Cố nhớ lại, ậm ừ nói, "Ừ, hình như có." Hắn nhớ trước đó ở Cửu Tiêu, hình như cầm được một cuốn. Có điều người đó hình như bị ta giết rồi. Giang Thần bỗng thấy lo lắng, tại sao lão già này lại biết? Tộc trưởng kia vui vẻ nói, "Về sau đều là người nhà rồi, Nam Lý Thiên Kinh này của ngươi có thể." Giang Thần ngắt lời ông ta hỏi, "Bạch Đế đã nói gì với ông rồi?" Ông ta nhìn Giang Thần ấp úng đáp, "Không nói gì cả, không có." giang thần nghĩ bụng chỉ có người biết ta là giang thần mới trực tiếp cần thần cực công pháp nếu không vô thần đại lục sao lại có nhiều thần cực công pháp như vậy còn đều ở trên người ta tộc trưởng kia bị dí hỏi mãi trở nên khó xử đỏ mặt đánh chống lảng đột nhiên nóng thế nhỉ chuyện gì đây ha 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 hắn bỗng nhận ra là do đại tổ nho sinh hắn gõ mạnh vào quan tài đằng sau chửi thầm đại tổ ngươi đi nói bí mật lớn nhất của ta cho bạch đế sao tộc trưởng nhịn không được nói ra bạch đế trước đó cũng từng nói với ta muốn có được nam ly thiên kinh liền muốn ra tay từ ngươi ngươi yên tâm đều là người nhà bí mật của ngươi chỉ có mấy người bọn ta biết giang thần nghĩ bụng hai lão già này hợp lại chơi ta sao giang thần đưa ra điều kiện nam ly thiên kinh có thể cho các ngươi nhưng yến tiệc minh châu này ta nhất định phải tham gia tộc trưởng vui vẻ đồng ý ngươi yên tâm một bên giao hàng một bên giao người giang thần bất ngờ hỏi lại hả à, một bên giao người là sao tộc trưởng nhắc hắn ngươi nếu không trở thành người của lê tộc bộ lạc ta ngươi sẽ không phải người của minh châu hơn nữa kể cả trở thành người của lê tộc bộ lạc ta ta cũng phải thay ngươi ngụy tạo này thân phận ngươi nghĩ dễ vậy sao giang thần liếc mắt nhìn lê sán ngại ngùng nói nhưng cái này không ổn đâu lê sán lạnh lùng nói hừ người bình thường không xứng với ta danh tiếng cũng khá vang đấy nhưng thực lực này cũng không biết người của hoang thần đạo trường đều ăn cái gì nữa đến con chó con mèo cũng không đánh lại tộc trưởng quát sán sán được nói như vậy trong lòng ông thầm khấn aizro bà cố của ta ơi đây là thần vương nó nhưng cô đâu hiểu lại còn cố biện minh con nói sai sao một tiểu tử địa cảnh xứng với con sao giang thần lên tiếng lẽ nào là bảo địa cảnh trung vị ta do đấu với thánh vương cô một trận sao hắn nhớ từng khuôn mặt xinh đẹp của các đệ tử của mình rồi nói với cô bằng giọng bất cần hơn nữa ta cũng đâu có ý định cưới cô mấy đệ tử của ta ai không phải là phong hoa tuyệt nguyệt ai kém cô chứ cho dù thiên phú tư chất kém hơn cô thì sao cô đừng đề cao bản thân quá lời hắn nói ra khiến lê sán bực bội cô nghiến răng nói ngươi muốn chết sao cô chỉ mặt giang thần chửi chiến cùng cảnh giới đi nếu trong người chưa ta không chấn áp được ngươi tùy ngươi xử lý nói rồi cô thực sự tự chấn áp tu vị của mình ở mức địa cảnh viên mãn để đấu với giang thần giang thần cười khẩy đáp cùng đẳng cấp chiến sao ha trong ba chiêu ta không chấn áp cô ta cùng tùy cô xử lý lê tuyền lúc này nói nhỏ với tộc trưởng phụ thân thật sự muốn đánh nhau rồi kia giang thần có đánh lại được muội muội không tộc trưởng đáp chiến cùng đẳng cấp muội muội con có cộng 10 người lại cũng không phải đối thủ của giang thần ông thầm nghĩ đó là thần vương đó muội con có lợi hại đi chăng nữa cũng đánh lại được thần sao lúc này lê sán bừng bừng khí thế quát chết đi Giang Thần không một lời nói, hắn cứ thoát ẩn thoát hiện khiến Lê Sán không kịp trở tay. Chỉ vài giây sau Giang Thần kề kiếm khí trước của cô, bàn tay nhanh lẹ lùn qua eo kẹp lấy thân Lê Sán nói bằng giọng lạnh lùng, xem ra cô không mạnh như tưởng tượng, căn bản không cần ba chiêu, một chiêu là đủ. Giang Thần siết chặt, cánh tay không tự chủ cũng siết luôn cả ngực cô. Giọng hắn châm biếm, trước đó cô cao cao tại thượng như vậy, lúc nhìn ta chỉ có ý khinh bỉ. Hắn buông cô ra hỏi, bây giờ thì sao? lê sán thua ánh mắt sững sờ giang thần phủi tay nói kết hoa trên danh nghĩa đợi sau khi ta vào luân hồi hải cuộc hôn nhân này coi như kết thúc tộc trưởng có chút không nỡ đi tới chỗ lên sán nói sán sán à nói là phải giữ lời đó cô ngậm ngùi đáp được con đồng ý lúc này lòng tộc trưởng vui như mở cờ ha 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 một con rể thần vương hơi to rồi lê tuyền bước tới cười tươi giói phu thê trên danh nghĩa à sao cũng được cái này gọi là mưa rầm thấm lâu đó giang thần và lê sán nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn cả hai cùng quát cầm mồm Ngày hôm sau đại hôn của hai người được tổ chức, trên đường rước dâu vô cùng tấp nập đông vui, nhưng phía trong kiệu hoa Giang Thần và Lê Sán lại không chút vui vẻ. Tộc trưởng đi tới nhắc hai người họ, Giang Thần là, Lê Sán là hồng nhân của Lê tộc bộ lạc bọn ta đó, lát nữa ngũ đại trưởng lão cũng sẽ qua chúc mừng. Nhưng bọn họ nói không tin Lê Sán có thể gả đi được, ta liền nói với bọn họ. Nói tới đó ông ấp úng, Giang Thần liền hỏi, nói gì? Ông thần bí đáp, đêm nay hai đứa sẽ động phòng, cho nên ngươi xem đêm nay có diễn được chút không, chút thôi là được, ta sẽ làm gián đoạn bọn họ. Nghe xong cả hai người gào mồm lên đừng hòng, lê sán to tiếng, lão bất tử, ngươi thật sự muốn chết sao? tộc trưởng cũng gào lên, minh châu yến tiệc ngươi không đi nữa, con muốn làm thánh nữ về sau không rời khỏi lê ra nữa bước ư? hai người bị quát xong im re không dám cãi nữa. năm canh giờ sau, hai người không tình nguyện bị đưa vào động phòng. phía ngoài cửa hàng chục con mắt theo dõi hành vi của hai người bọn họ. giang thần cảm thán, bộ lạc các cô tinh tế thật đấy. lê sán một tay đẩy giang thần ra giường nói, đừng phí lời. cô cởi áo khoác bên ngoài, ánh mắt dục dã nói mau lên diễn chút rồi họ sẽ đi ta chỉ là không muốn làm thánh nữ ngươi đừng có ý xấu là được giang thần cười nhẹ đáp ta rất hào phóng hắn lật người đẩy cô xuống giường cả cơ thể ép cô xuống giọng nói đầy khiêu khích chuyện này sao có thể để nữ nhân chủ động chứ giang thần và lê sán diễn thật quá chứ áo trên người hắn cũng sắp bỏ ra hết rồi đôi tay cũng không an phận mà chạm lên đùi lê sán lê sán cảnh cáo hắn ngươi nếu dám làm gì với ta ta nhất định một đạo thần hỏa đốt chết ngươi giang thần đưa tay lên miệng ra hiệu bà cố à nói nhỏ thôi họ nhìn về phía cửa mấy chục đôi mắt vẫn ở đó dò xét bọn họ không những vậy còn nói chuyện như để hai người bên trong phòng nghe thấy lê sán đứa trẻ này cuối cùng cũng gả đi rồi một giọng tự hào đáp lại đương nhiên rồi thấy họ vẫn chưa kịp rời đi giang thần quay lại hỏi lê sán làm thế nào cô ta ngại ngùng đỏ mặt không dám nhìn thẳng giang thần môi mấp máy nói hôn ta nếu không họ sẽ không đi đâu giang thần tự thấy việc này đi hơi quá hắn ho nhẹ nói Hự ừ, vậy không ổn đâu lê sán trực tiếp kéo hắn nói lăng nhăng gì chứ cô mạnh dạn hôn hắn không khí trong phòng trở nên ấm muội và nóng nực giang thần bất ngờ đẩy ra đôi mắt mở to ngạc nhiên bỗng tiếng bên ngoài cửa vang lên tiếp tục đi chờ gì nữa lời này khiến cả hai đang ngại ngùng thì giật mình giang thần một trưởng đánh ra phía ngoài cửa quát cút sáng sớm hôm sau giang thần và lê sán người dưới sàn kẻ trên giường chỗ ai người đó ngồi tộc trưởng ngó vào hỏi dậy chưa giang thần lạnh nhạt đáp tu sĩ cần ngủ sao lê tuyền hóng hớt ngó và nói cha ta hỏi là làm chưa lời vừa nói ra liền bị một trận càn quét do sự tức giận của lê sán sáng sớm cô đã tiễn bay tòa nhà nguy nga thành một đống đổ nát hai cha con tộc trưởng cũng vì thế mà bị bắn ra ngoài thấy lê sán chuẩn bị rời đi tộc trưởng gọi lại con vừa mới thành thân đã muốn đi rồi sao lê sán đưa ánh mắt xoẹt ra tia lửa hằn học hỏi cha quản con ư tộc trưởng liền như một con cún con xua tay nói không dám không dám trong lòng ông tự nhủ dù sao con rể thần vương này cũng về tay rồi hôm qua bọn ta còn hơi quá đáng không nên chọc vào hai đứa nó nữa giang thần lặng lẽ đẩy cửa đi ra tộc trưởng ồ lên hỏi ngươi ra rồi sao nguyên một tòa các tòa lớn giờ chỉ có đúng cánh cửa kia là còn nguyên vẹn thấy giang thần đi ra tộc trưởng gọi hắn nhắc nam minh bình nguyên tổng cộng 6 đại bộ lạc trong đó lê tộc đứng đầu hôm nay đến lê tộc mở bộ lạc đại hội cũng sẽ có một số thanh niên nhân cơ hội thể hiện ngươi chi bằng đi cùng bọn ta xem sao ngươi cũng nên hiểu tình hình minh châu chút cùng với chuyện giữa các đại bộ lạc để tránh lúc cần lại không làm được gì giang thần về sau cũng không biết phải ở minh châu bao lâu nên hắn cũng gật đầu đồng ý ở lê tộc lục bộ hội nghị một chiếc bàn lớn ở giữa nhà được chia làm 6 góc mỗi góc có một người ngồi đại diện cho từng bộ trong tộc lúc này thiếu chủ của tam lê bộ lạc cười lớn ha 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 ha, hắn nhìn vào lê tuyền nói muội muội lê sán ngươi không ở đây hạ lê bộ lạc các người cũng dám nói không nói hết đoạt quán quân lục bộ tụ hội lần nữa sao ta cực với ngươi lê tuyền lại không tỏ vẻ lo lắng gì hắn còn ngược lại khiêu khích ta cực lớn chút với ngươi có dám không thiếu chủ kia liền đập bàn đứng dậy quả quyết nói có gì không dám ta là thiếu chủ của tam lê bộ lạc tài nguyên ta nắm giữ đâu phải thứ các người có thể so bì được lê tuyền nói lục bộ tụ hội lần này nếu bộ lạc ta giành quán quân vậy tam lê bộ lạc ngươi lê tuyền hạ giọng nói nghiêm túc phải cho bộ lạc ta một suất tham gia yến tiệc minh châu thiếu chủ tam lê bộ lạc liếc nhìn trưởng lão của mình có chút do dự hỏi lại suất tham gia yến tiệc minh châu sao tộc trưởng lúc này lên tiếng nếu bọn ta thua một suất của bộ ta cũng sẽ đưa ra nhưng nếu các người thua một suất của các ngươi sẽ thuộc về bọn ta trưởng lão bên tam lê bộ lạc nghe vậy thì gật đầu đáp được thiên thu lão để muốn tặng suất cho bọn ta đương nhiên không thể từ chối rồi tộc trưởng đưa mắt về phía giang thần đang ở bên ngoài chơi đùa với con bọ khẽ nói ta không cảm thấy bọn ta sẽ thua đâu ông thầm hy vọng tiểu tử ngươi là thần vương chuyển thế đừng có thua giang thần bất giác hắt xì rồi tự hỏi ấy ai lại nhắc đến ta vậy ngày thi đấu của lục tộc tụ hội cũng tới giang thần vác theo quan tài chứa nho sinh cũng đã tới tộc trưởng nằm trên ghế tư thế và tinh thần vô cùng thoải mái giang thần nhìn ông ta nghĩ người nhà này đều là hồ ly sao lúc này tiếng tuyên bố vang lên lục đại bộ lạc đấu đôi tự chọn đối thủ đi lần lượt từng người của từng bộ đi lên võ đài lê tuyền đi lên hắn nhìn ngó xung quanh hưng phấn nói chọn ai đây chưa kịp định hình đối thủ thì nhiều người đã chỉ thẳng mặt giang thần nói ta chọn hắn ta cũng chọn hắn lê tuyền nhận định lúc này có nhân vật bao người chọn chân tướng chỉ có một một đám người chỉ tay về phía giang thần lê tuyền cũng chỉ vào chắc nịch nói chắc chắn là tên yếu ớt ta cũng chọn giang thần đi tới gõ một cái cốc lên đầu lê tuyền mắng chọn hết ta ư nghĩ ta bị yếu thật sao lê tuyền ôm đầu giải thích cái này không trách bọn ta được trong 60 người này có người là cảnh giới thấp nhất mới địa cảnh trung vị những người khác kém nhất cũng là thiên cảnh thượng vị thậm chí có cả thánh nhân Giang Thần cười nhẹ nói, vậy sao? Hắn trực tiếp chỉ vào một người cao lớn nói, vậy ta chọn hắn, tên này có lẽ rất mạnh chứ. Lựa chọn này của hắn khiến những người ở đó sừng sốt không nói nên lời. Giang Thần vẫn đánh bạo nói, đánh bại hắn, những người khác cũng sẽ không chọn ta nữa chứ. Ta cũng đỡ tốn thời gian. Đám người bất ngờ bất động một hồi sau thì thi nhau ôm bụng cười, ha 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 ha. Tên nhà quê ngu ngốc, đây là Lê Nhật Mộ đứng thứ ba trong Lê tộc bộ lạc bỏ ta. Thiên kiêu tuổi còn trẻ đã đạt đến thánh nhân cảnh mà lại bị một tên già nuôi địa cảnh khiêu chiến sao? Mau cút về làm con rể đi chữ già khiến giang thần đưa người lê tuyền tới cạnh hơi sượng chân nói giang huynh huynh chỉ là dịch dung hơi quá đả mà thôi đừng kích giang thần không nghe mấy lời của lê tuyền hắn đau khổ trên từng cơ mặt mà dặn từng chữ già nuôi địa cảnh sao lê nhật mộ khi này lớn tiếng quát giang thần già nuôi địa cảnh ngươi dám coi thường ta ư mau cút qua đây cho ta lúc này bàn tay lê nhật mộ đã ngưng tụ một quả cầu sáng đang nhắm vào giang thần giọng hắn khinh thường nói một tên ăn bám cũng dám coi thường ta ta đốt chết người giang thần nghe hai chữ ăn bám lập tức khuôn mặt tối sầm lại lòng tự trọng bị tổn thương rồi chăng chỉ thấy giang thần hai tay kết ấn miệng nhầm đọc nam ly quy vị chu tước chu tước nghe lệnh viêm liệt đọc xong khẩu quyết hai luồng sức mạnh của hai người đâm sầm vào nhau tiếng nổ lớn vang lên kèm theo ánh sáng chói lòa mắt trưởng lão của tam lê bộ lạc kinh ngạc nói không đúng tiểu tử này sợ là cơ ngộ bất phàm đã từng tu hành võ kỹ của chu tước nhất tộc đã đủ để kinh động rồi đây là ngụy thần hỏa còn thuần túy hơn cả nam minh ly hoa của chúng ta đó ông quay ra hỏi tộc trưởng thiên thu lão đệ kẻ này ở đâu ra vậy Tộc trưởng khuôn mặt vô cùng tự mãn trả lời lấp lửng, ta cũng không rõ, Lê Tuyền ra ngoài trải nghiệm bị truy sát, sau đó là người này đã hộ tống Lê Tuyền về. Ai, ta cũng chỉ là tùy tính mà thôi, đã gả Lê Sán cho hắn, coi như nhặt bừa được một con rể. Nói vậy chứ trong lòng ông đang nhảy múa lên muốn nói, đây là thần vương chuyển thế đấy, cho các người biết mặt. Ha 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 ha. Phía bên Giang Thần, hắn một chiêu đã phá giải chiêu thức của Lê Nhật Mộ khiến những người khác ngạc nhiên mà thốt lên, không thể nào, lợi hại đến vậy sao? Hỏa diệm của kẻ này, lợi hại hơn cả của Lê Nhật Mộ. Lê Nhật Mộ khuôn mặt tức giận, hắn nhìn Giang Thần khô phục mà quát, "Ta là thánh nhân, đâu phải loại địa cảnh tu sĩ như ngươi sánh được." Giang Thần thầm nghĩ, thánh nhân quả nhiên khó nhằn, có điều. Hắn ngó qua quan tài phía sau lưng mình tự nói thầm, "Đại tổ, ngươi làm lộ thân phận của ta ra ngoài, vậy thì phải bù đắp cho ta chút chứ? Sức mạnh của đại tổ gần đây có chút thâm hụt, là đến ngày tháng này rồi sao?" Giang Thần bê cả cỗ quan tài lên nhằm hướng Lê Nhật Mộ mà nói, "Đánh chết ngươi thằng nhãi con." Lê Nhật Mộ khinh bỉ đáp, "Dựa vào quan tài này ư? Phá cho ta." Đùng một tiếng khói bụi bay đầy trời, khói bụi tản đi lê nhật mộ bị hạ đo ván Giang thần bị khinh rẻ lúc này mỉa mai nói thánh nhân già mấy ngày này không dễ chọc vào đâu điều này khiến ai nấy cũng không thể nào tin vào mắt mình trưởng lão của tam lê bộ lạc nghiến răng tuyên bố trận cuối cùng vòng một kết thúc con rể hạ lê thắng vòng hai bắt đầu ông hắn học nhìn tộc trưởng thầm chửi lê thiên thu lão hồ ly này tộc trưởng không để ý người bạn già đang tức tối kia mà ngồi cười thầm ha 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 ta nhặt được bảo vật rồi giang thần lúc này đứng giữa võ đài lên tiếng thách đấu không không ai chọn ta nữa còn ai nào còn lại ta và ngươi phía sau giang thần một tiếng nói cất lên là lê tuyền đang đi tới hắn cười cười với giang thần rồi thần bí đưa cho hắn một chiếc hộp nói anh rể ra tay nương tình được khum đây là đỉnh cấp phu thuật mắt giang thần sáng lên thích thú đây là đỉnh cấp phu thuật đỉnh cấp phu thuật kiếp trước hắn chưa được tu luyện giang thần nhanh tay cất vu thuật vào túi hài lòng nói thằng nhãi quả nhiên thức thời lê tuyền thầm hỏi vậy là xong rồi chứ anh rể giao dịch xong xuôi hai người coi như không có chuyện gì bắt đầu vào đấu nhờ có vu thuật kia giang thần đã vào vai diễn vô cùng nhiệt huyết để lê tuyền đấu tay đôi cân sức với mình khiến mấy người xem thốt lên ngạc nhiên tên lê tuyền này còn mạnh hơn cả lê nhật mộ sao dm lê tuyền có thể đánh không phân cao thấp với trần thần họ đoán như này phát triển thêm lê tộc bộ thứ sáu không phải vô địch sao lê nhật mộ bên này bị những lời kia đả kích ho khụ ra máu hắn nhìn thấu hai người giang thần đây rõ ràng là nhường rồi các ngươi nhắc lão tử làm gì chứ một hồi sau võ đài ngập tiếng cười hà hê của lê tuyền ha 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 lão tử vô địch giang thần lặng lẽ rời khỏi võ đài hắn dùng truyền âm nói với lê tuyền được rồi đó em rể ta còn tưởng ta phải giả vờ đến tận mai tiếng thông báo vang lên vòng hai kết thúc vòng thứ ba có một suất trống các vị trưởng lão hãy bàn bạc rồi bắt đầu tộc trưởng lê thiên thu tức tối mắng con gái ta và trần thần vừa kết hôn mấy đại bộ lạc các người cũng không biết quả cáp gì cả suất trống này phải là của bộ ta mấy tộc trưởng kia lười cãi liền nói cho ngươi cho ngươi một vị tộc trưởng lên tiếng chưa thấy ai vô liêm sỉ như ngươi luôn thi đấu này là dựa vào thực lực cơ mà lê thiên thu hỏi ngược lại ngươi quản lão tử ta sao ông đi tới bá vai giang thần nói con rể đừng ngại cho dù con muốn trời này cha con đây cũng lấy về được cho con giang thần cười khổ nói ông nói đến ra mặt ta phải học ông nhiều một phía lê tuyền đang xấu hổ che mặt đi nghĩ không còn gì để mất tiếng thông báo lần nữa vang lên vòng ba bắt đầu người được vào thẳng bộ lạc thứ sáu trần thần giang thần nhìn mấy vị tộc trưởng trên ghế đánh giá một lượt lực thấp nhất đều là thánh vương lê thiên thu thực lực thấp nhất lẽ nào tộc này là dựa vào lê sán thánh vương thượng vị dựa vào nữ nhi hắn nghi ngờ nói với la thiên thu lục đại bộ lạc tộc trưởng ông là thực lực kém nhất ông ta lại làm như không có gì đáp ngươi nghĩ nhiều rồi không ai dám ức hiếp bộ lạc thứ sáu ta đâu giang thần nghĩ bụng đúng bộ lạc thứ sáu và bạch đế thành cũng không biết có quan hệ gì có lẽ không đơn giản như vậy giang thần lúc này nói với la thiên thu đúng rồi hay là đợi sáu bộ tục hội kết thúc ông dạy ta một chút vu thuật đi nếu không đến lúc đó tham gia minh châu yến tiệc ta một chút vu thuật cũng không biết rất dễ bị lộ ông ta đáp vu thuật của bộ lạc thứ sáu ra trừ bát lưu hỏa không thể dạy ngươi những thứ khác đều có thể bát lưu hỏa là bất truyền chi thuật của bộ lạc thứ sáu lê tộc chỉ truyền cho tộc trưởng đời tiếp theo giang thần móc từ túi áo ra quyển vu thuật lê tuyền đưa gật gù nói những cái khác cũng được thấy hắn nhìn quyển vu thuật bé xíu lê thiên thu tò mò lại gần nhìn rồi hỏi nhìn gì mà nghiêm túc vậy đập vào mắt ông chính là cái thứ bát lưu hỏa chỉ truyền cho tộc trưởng kế nhiệm kia ông ta gào lên trong bất lực bát lưu hỏa là ai cho người vậy giang thần chỉ vào chữ trong cuốn vu thuật nói đây là biệt lưu hỏa không phải bát lưu hỏa lê thiên thu chắc chắn nói đây rõ ràng là bát lưu hỏa nhiều năm rồi chữ trên đó bị nhòe đây không phải biệt mà là bát thấy thế giang thần cũng khó xử đưa lại nó cho lê thiên thu nói hự ừ, còn vậy nữa trả cho ông này lê thiên thu đen mặt giọng nói đem mấy phần tức giận thốt ra ngươi đã xem rồi còn gì bây giờ trả lại ta có tác dụng gì lúc này có tiếng thông báo vòng thi đấu thứ tư bắt đầu giang thần liền đi ra võ đài không quên nói ta đi thi đã lê tuyền giao cho ta ông đi tìm hắn tính sổ đi lê thiên thu buồn dầu thở dài ai bỏ đi đây là bí thuật bộ lạc bất truyền một người hoang châu cho dù là thần vương có lẽ cũng không học được Đối thủ lần này của Giang Thần là đệ nhất thiên kiêu của Lê tộc tên là Lê Huyền Chiếu. Hắn nhìn Giang Thần khinh rẻ nói: "Ngươi dừng chân ở đây đi, vốn không phải người Lê tộc ta, không thể vào Nam Minh Động phủ được." Giang Thần im lặng nhìn hắn thốt lên: "Thánh vương hạ vị à thú vị đấy." Tuy nhiên cái Nam Minh Động gì đó Giang Thần chưa nghe nói tới. Lê Huyền Chiếu thấy hắn ngơ ngác lớn tiếng nói: "Quán quân lục tộc bộ lạc, có thể vào Nam Minh Động phủ tu luyện, đến cái này cũng không biết mà còn tham gia." Xung quanh liền vang lên tiếng cười cợt nhả chê bai. Giang Thần khẽ đáp: "Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta." dứt lời giang thần chấn áp lê huyền Chiêu một chỗ khiến hắn đứng im không thể cử động ngay lúc này giang thần vác quan tài trên lưng chuẩn bị đập tên này như con rán lê huyền chiêu kinh hãi không thể nào lão tử đã thánh vương sao lại bị địa cảnh khoa chặt thế này giang thần cười nham hiểu nói sao ngươi cử động được chứ giang thần hai tay đập mạnh cỗ quan tài xuống người lê huyền chiêu một chiêu này này có cái tên mỹ miều đại tổ thiên cân đỉnh trực tiếp cho trận đấu kết thúc chóng vánh mấy tộc trưởng bất ngờ nói vừa mới đó đã không thể nào thiên thu lão tiểu tử này tìm đâu ra loại con rể này chứ Lê Huyền Chiêu khóc dòng xin, ta nhận thua. Giang Thần lại cợt nhà đáp, đừng mà, ta muốn thử chiêu thuật mới học cơ, nhịn đi, ngoan. Nói là làm Giang Thần liền lập tức dùng thử ngay bát lưu hỏa vừa đọc qua khi nãy, sức mạnh vu thuật này quả nhiên không thể đùa được. Nói sao đây, Lê Huyền Chiêu lần này lành ít dữ nhiều rồi, vu thuật sức mạnh như vũ bão chút chốc hình dáng của Lê Huyền Chiêu mất hút. Tộc trưởng lúc này thì thất thanh la lên, đây là bất truyền bí thuật của tộc ta. Một tên chưa tu hành qua vu thuật, đến Minh Châu cũng không phải thì sao biết được. Ánh mắt của Lê tộc trưởng như muốn lòi ra, đậu xanh rau má, đậu cà dầm tương. Bát lưu hỏa được Giang Thần phóng ra lập tức khiến võ đài đổ sụp. Đến bản thân Giang Thần cũng không ngờ uy lực của Bát lưu hỏa sao lại lớn vậy.